xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để có thể hạch toán tài khoản tài sản cố định và công cụ dụng cụ và khai báo cái cách thức để tính khấu hao tài sản cố định và tính phân bổ công cụ dụng cụ trong phần mềm kế toán to shop. Chúng ta vào phần mềm. Đầu tiên chúng tôi sẽ nói đến cái việc các bạn sẽ phải uh, lập các cái chứng từ như là chứng từ mua tài sản cố định. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cái phần tài sản cố định trước. Các bạn nhớ là đối với phần mềm chúng ta có phần tài sản cố định và phần theo dõi công cụ dụng cụ riêng. Nên cái việc tài sản cố định các bạn lưu ý là khi mua một tài sản cố định chúng ta không cần phải khai báo nhập kho hàng hóa vật tư để nhập tài khoản sản cố định sau đấy và xuất ra. Ở đây chúng ta sẽ khi mua một tài sản cố định, nếu như chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc là thanh toán nợ, thì mua nợ thì chúng ta sẽ vào hóa đơn mua hàng dịch vụ để hạch toán tăng tài sản cố định. Ở đây chúng ta chọn, ví dụ như chúng ta mua một cái đối tượng, mua một cái tài sản cố định từ công ty cổ phần TotoShop. Ở đây chúng ta sẽ tài khoản có là 331. Ví dụ ngày hạch toán ở đây là không 501 các bạn à, lưu ý là khi chúng ta hạch toán tài khoản 211 thì chúng ta sẽ đánh tài khoản 211 và xóa hai ký tự phía sau chúng ta enter thì các bạn hãy nhìn thấy là ở đây cụ thể rất là rất là cụ thể cho các bạn là ví dụ như máy móc thiết bị các bạn sẽ hạch toán tăng máy móc thiết bị với diễn giải là nhập mua tài sản cố định thành tiền ở đây ví dụ như chúng ta sẽ mua cái tài sản này với 570 triệu thì ở đây các bạn lưu ý là nếu có hóa đơn giá trị gia tăng chúng ta sẽ kê luôn hóa đơn giá trị gia tăng thuế 10 phần trăm sau khi nhập xong tài sản cố định chúng ta lưu chứng từ như vậy khi chúng ta vào bảng cân đối phát sinh tài khoản các bạn sẽ nhìn thấy là đã có tăng tài khoản 211 2 lên 570 triệu. Sau khi mua xong thì các bạn lưu ý là chúng ta đã hạch toán qua tài khoản 331. Khi thanh toán tiền cho cái khoản này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể lập giấy báo nợ hoặc bằng chuyển khoản hoặc là thanh toán bằng phiếu chi tiền mặt Tuy nhiên đa số các bạn bây giờ quy định của nhà nước là chúng ta số tiền trên 20 triệu chúng ta đều phải chuyển khoản nên là cái việc này chúng ta sẽ lúc nào chúng ta thanh toán cái tiền mua tài sản cố định các bạn sẽ phải hạch toán vào cái giấy báo nợ chi của ngân hàng. Sau khi hạch toán tăng được tài khoản 211 thì chúng ta bắt đầu vào cập nhật phần tài sản cố định để theo dõi quá trình Uh, khấu hao của tài sản cố định. Các bạn lưu ý là uh, các bạn lưu ý là đối với cái phiên bản phần mềm dành cho công ty cái hạch toán theo tài khoản một uh, theo quyết định 48 của bộ tài chính thì các bạn lưu ý là uh, gần như chúng ta không thể sử dụng cái bút toán phân bổ tự động. Uh, khấu hao tức là cái bút toán phân bổ khấu hao chẳng qua là nó chuyển cái chứng từ hạch toán sang tài khoản sang cái sổ cái thường chúng ta gọi là sổ cái ở đây là bảng cân đối phát sinh thì các bạn thấy là chúng ta sử dụng ví dụ như là chương trình để tự động hạch toán vào tài khoản 154 uh, có 214 nhưng mà ở đây đối với cái quyết định 48 chúng ta bắt buộc phải tách ra từng công trình cụ thể khi khi phân bổ các cái chi phí vào trong tài khoản 154 nên là cái việc khấu hao tài sản cố định ở trong này gần như chúng ta sẽ không sử dụng cái bút toán phân bổ tự động và các bạn sẽ phải tính cái phân bổ bên ngoài eh, sau đấy dùng phiếu kế toán để hạch toán các bạn sẽ vào cập nhật thông tin về tài sản cố định như sau các bạn vào đây và các bạn ấn nẹp 4 thêm mới ví dụ cái mã tài sản chúng ta đặt là 001 ví dụ ở đây là máy xúc chẳng hạn nhóm tài sản chúng ta sẽ chọn là máy móc thiết bị các bạn lưu ý là ở đây cái lý do tăng mua mới nhưng các bạn lưu ý là cái nhóm tài sản các bạn phải chọn chính xác để sau này chúng ta in ra cái bằng bảng báo cáo về tài sản cố định nó sẽ tách theo từng cái phần ví dụ nhà cửa vật kiến trúc máy móc thiết bị tại ngày tăng là chúng ta lúc nãy hạch toán là vào ngày mùng 5 tháng 1 bắt đầu chúng ta tính khấu hao vào ngày mùng 5 tháng 1. Số kỳ khấu hao đối với cái tài sản này ví dụ chúng ta cho là 120 tháng. Giá trị làm tròn ở đây là cái số số không được làm tròn thì các bạn có thể không cần thiết các bạn phải đánh vào cái ô là giá trị làm tròn chúng ta cứ để như thế thì chương trình như tự động chia có thể lẻ nhưng mà chương trình như tự động chia bộ phận sử dụng các bạn lưu ý là có thể là bộ phận phân xưởng hoặc là bộ phận uh, đội thi công công trình ở đây tài khoản tài sản chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải khai báo vào là 1112 hà tài khoản khấu hao là 21412 cái tài khoản khấu hao này các bạn lưu ý là nó tương ứng với cái đuôi của cái tài khoản tài sản ví dụ như 2112 thì đương nhiên ở dưới này cũng là 21412 hoặc cái tài khoản chi phí các bạn ghi vào đây cũng là tài khoản 154 tức là chúng ta sẽ phân bổ cái tài cái 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 giá trị khấu hao vào cái tài khoản 154 ở đây chúng ta enter tiếp cho đến phần cái cột nguồn vốn thì chúng ta lưu ý là nếu chúng ta đầu tư tài sản cố định bằng nguồn vốn nào thì chúng ta sẽ chọn nguồn vốn đấy và ở đây cái ngày chứng từ cái ngày chứng từ này chính là cái ngày quyết định trong cái báo cáo tăng giảm tài sản cố định của bạn nó sẽ căn cứ vào cái ngày chứng từ này để nó tính ra cái tháng cái cái thời điểm tăng tài sản cố định ví dụ như các bạn thấy là ở trên là ngày tăng tài sản có thể là 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 mùng 5 tháng 1 nhưng mà nếu mà ở dưới này chúng ta ghi vào là ngày chứng thư là mùng 1 tháng 2 thì đương nhiên cái tài sản đấy sẽ được tính vào cái cái, cái cái thời điểm tăng là mùng 1 tháng 2. Nguyên giá ở đây chúng ta thấy là lúc nãy chúng ta mua về tài sản cố định là 570 triệu. Các bạn thấy là khi chúng ta enter đến cái ô cái ô giá trị khấu hao một kỳ một kỳ ở đây có nghĩa là một tháng thì các bạn lưu ý là à, chương trình sẽ tự động lấy nguyên giá chia cho số kỳ khấu hao để ra được cái giá trị khấu hao một kỳ sau khi chúng ta khai báo xong tài khoản tài sản cố định thì, thì các bạn chọn nhận để lưu À, các bạn lưu ý là đối với khi việc sử dụng phần mềm thì chúng ta có thể có những cái tài sản những năm trước đấy thì các bạn lưu ý là cái ngày tăng tài sản cố định và cái ngày khấu hao tài sản cố định là các bạn phải đánh chính xác à, ví dụ như cái tài sản này từ năm 2012 thì các bạn ghi vào ngày tăng năm 2012 và ngày tính khấu hao cũng bắt đầu từ năm 2012 chương trình cho căn cứ vào cái 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 ngày bắt đầu nhập số liệu trong phần mềm để chương trình sẽ tính khấu hao cho các bạn các bạn không thể tính câu hao trước ngày ý, bắt đầu sử dụng chương trình chúng ta chọn nhận à, Như vậy là chúng ta đã khai báo xong một cái tài sản cố định hàng tháng các bạn sẽ vào chạy cái chức năng tính qua tài sản cố định như sau các bạn chọn tháng 1 các bạn có thể tính tháng 1 ví dụ đây là tôi ví dụ cho các bạn tháng 1 và các bạn tính bắt đầu tiếp theo là tháng tháng 2 À, trong hai cái tháng này thì các bạn thấy sẽ có cái sự khác biệt giữa cái việc tính khấu hao và tài sản cố định Thì các bạn có thể xem cái tháng 2 Ví dụ các bạn xem báo cáo tài sản cố định tháng 2 Ở đây các bạn thấy là cái giá trị khấu hao kỳ là 4 triệu 750 nghìn Nhưng mà khi các bạn xem cái tháng 1 ấy Thì các bạn sẽ thấy là giá trị khấu hao sẽ chỉ là 4 triệu mốt Ở đây cái lý do nó tính là nó đã tính toán theo từng ngày một Thì các bạn lưu ý là À, cái tài sản này nó tăng vào ngày mùng 5 tháng 1. Như, như vậy thì nó chỉ tính bắt đầu từ ngày mùng 6 đến ngày 31 tháng 1 thôi. nên là cái tháng đầu tiên các bạn sẽ tính là cái chương trình sẽ tính là cái số ngày còn lại của cái tháng đấy. Nhưng ở những tháng sau thì các bạn lưu ý là kể cả cái tháng 2 28 ngày hoặc là tháng 3 31 ngày, tháng 4 30 ngày thì nó vẫn cứ tính là bộ cái giá trị khấu hao của một tháng đầy đủ. À, sau khi chúng ta tính khấu hao tài sản cố định xong thì các bạn sẽ có được một cái bảng uh, tính khấu hao tài sản cố định và các bạn có thể sử dụng cái ý, uh, cái tài sản cố định này để các bạn có thể in uh, in ra cái báo cáo tài sản cố định các bạn uh, ở đây là chúng tôi sau khi cài đặt phần mềm xong thì chúng tôi chưa khởi động lại cho nên là chưa 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 thể ấy được chưa 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 thể ấn xem ở trạng thái in được à, sau khi chúng ta khai báo xong tài sản cố định thì các bạn lưu ý là à, nếu như trong các cái trường hợp các bạn điều chỉnh khấu hao tháng ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái giá trị khấu hao tháng ở đây ví dụ như là điều chỉnh có tháng 2 Chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách là chúng ta vào tháng 2 Thì chúng ta à, nó sẽ có một cái list các cái tài sản của các bạn ở đây Các bạn điều chỉnh giá trị khấu hao bằng cách là các bạn kích vào cái dòng này Và các bạn ấn nẹp 3 Các bạn thấy là cái hộp sáng nó nằm ở ở ngay cái cột giá trị ở khấu hao kỳ Các bạn có thể đánh lại là ví dụ tôi khấu hao có 4 triệu rưỡi Thì chúng ta đánh lại 4 triệu rưỡi Và chúng ta chọn nhận Thế thì khi các bạn tính lại giá trị khấu hao của một tháng ấy, thì chương trình đã được đánh dấu vào đây là các bạn nhìn thấy là sau khi các bạn vào lại trong cái điều chỉnh khấu hao tháng này các bạn nhìn thấy là sửa khấu hao sẽ là giá trị bằng một trong các cái trường hợp thanh lý tài sản cố định chúng ta vào khai báo giảm tài sản cố định bằng cách là ấn phím F4 để chọn tài sản ghi mã giảm như thế nào ngày giảm kết thúc khấu hao vào ngày nào À, khai báo thôi có hao các bạn lưu ý là trong các cái trường hợp là khai báo giảm tài sản thì các bạn thấy là khi đã khai báo giảm có nghĩa là tài sản đấy không ở cái đơn vị mình nữa có thể thanh lý đi thì đương nhiên nó sẽ thôi khấu hao nhưng mà các bạn chỉ khai báo thôi khấu hao không thì tài sản đấy nó vẫn còn ở đơn vị mình và hàng tháng mình tính khấu hao thì nếu mà chưa khai báo giảm thì nó vẫn không tính cho ta, cái tài sản cái tài sản thôi khấu hao nhưng nó vẫn hiện lên trong danh mục các bạn nên là cái việc mà các bạn nhìn thấy là có thể trong các cái trường hợp như các bạn Uh, chạy số liệu cho cả năm từ tháng một tháng 12 hai thì thì cái tài sản giảm nó vẫn còn và cái cái giá trị nguyên giá nó vẫn uh, vẫn còn như các bạn chạy từ tháng sáu đến tháng mười hai thì thì cái tài sản đấy nó không còn nguyên giá khi nó thay đổi là vì cái tài sản đấy từ tháng năm đã thanh lý rồi sau khi chúng ta à uh đã khai báo xong tài sản cố định và hàng tháng chúng ta tính qua tài sản cố định thì chúng ta sẽ có được một cái hệ thống báo cáo của tài sản cố định là bao gồm phân bổ khấu hao, kiểm kê tài sản và tăng giảm tài sản cố định. Ở đây chúng tôi sẽ nói tiếp cho các bạn cách thức để các bạn theo dõi cái tài khoản 142 và 242 thông qua việc nhập mua công cụ dụng cụ và các cái chi phí trả trước. Ở đây khi nhập mua công cụ dụng cụ thì chúng ta thường uh, suy nghĩ là uh, không biết là mình sẽ phải 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 phải, phải theo dõi cái tài công cụ dụng cụ như thế nào. Các bạn có một số các cái đơn vị thì các bạn uh, khi là lập phiếu chi mua một cái tài sản của một cái công cụ dụng cụ thì các bạn hạch toán luôn nó vào tài khoản 242 phân bổ vào 2 năm và có những đơn vị thì chỉ phân bổ trong một năm đưa vào tài khoản 12. Nhưng mà các bạn um, lưu ý là nếu như các bạn cần theo dõi kho ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái phiếu nhập mua hàng ở đây chúng ta sẽ lập mới cái phiếu nhập mua hàng bằng cách là à, chúng ta sẽ chọn số 2. Thường với cái cái công cụ dụng cụ khi các bạn mua về là các bạn sử dụng ngay nhưng mà các bạn lại muốn theo dõi tồn kho. Thế thì ở đây chúng ta chọn tài khoản là ví dụ như ở đây chúng ta chưa thanh toán, chúng ta đang mua nợ. Thì ở đây các bạn thấy là tôi sẽ enter nhanh qua những cái không cần thiết. Thì ở đây chúng ta chọn mã hàng là ví dụ như ở đây các bạn thấy là công cụ dụng cụ các bạn chưa thấy. Ở đây chúng ta sẽ ghi vào đây một cái lập một cái mã mới là công cụ dụng cụ 001 bằng cách ấn phím F4. Ở đây chúng ta sẽ đánh vào là máy tính sách tay. Tay ví dụ Toshiba. Đơn vị tính là cái. Tài khoản công cụ dụng cụ là 1531 loại vật liệu ở đây các bạn có thể chọn là loại công cụ phụ tùng công cụ dụng cụ ở đây cái tài khoản doanh thu các bạn không cần đấy chúng ta chọn nhận sau khi chúng ta đã khai báo xong thì chúng ta enter để chọn cái đối tượng này nhập vào công ty các bạn lưu ý là số lượng chúng ta mua một cái đơn giá là 12 triệu 500 000 sau đây các bạn nhìn thấy là nó có ngay cái tài khoản chi phí cái tài khoản chi phí ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đánh vào cái tài khoản này cái nếu như chúng ta hạch toán vào cái tài khoản 242 để xuất phân bổ trong 2 năm chúng ta đánh vào tài khoản chi phí ở đây 242 thì khi đấy các bạn chọn lưu nếu như có hóa đơn thì chúng ta kê hóa đơn không có thì chúng ta bỏ qua các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta vào cái sổ kế toán tổng hợp để theo dõi nhập sụt tồn chúng ta nhìn thấy là từ cái ngày này đến hôm nay là chúng ta thấy là cái máy tính tay này đã được nhập vào kho và cũng đã xuất và chúng ta vào bảng các đối phát sinh tài khoản thì các bạn sẽ nhìn thấy ở cái tài khoản 242 đã có tăng lên 12 triệu 500 nghìn như vậy cái quá trình sau này khi các bạn thanh toán bằng tiền mặt hay tiền gửi thì chúng ta sẽ lập chứng từ phiếu chi hoặc là giấy báo nợ ngân hàng sau khi xuất xong công cụ dụng cụ thì các bạn có thể ấy, xem lại ở đây là chúng ta xuất vào ngày nào 30 tháng 10 Chúng ta sửa chứng từ Đổi nó thành là mùng 10 tháng 1 Chúng ta lưu chứng từ Ở đây chúng ta sẽ vào phần cập nhật công cụ dụng cụ Hai cái việc này các bạn làm đồng thời để tránh cái việc Tránh cái việc các bạn này có thể quên nhập mua rồi Nhưng mà các bạn không có khai báo phần cập nhật công cụ dụng cụ Chúng ta vào mục cập nhật thông tin và công cụ dụng cụ Chúng ta chọn là 001 Máy tính sách tay nhóm công cụ là chúng ta chọn ví dụ như là công cụ số lượng là một cái lý do tăng là mua mới bắt đầu ngày tăng là 1001 ngày phân bổ khoa ao 1001 số kỳ phân bổ của chúng ta phân bổ 242 là 24 tháng thì ở đây chúng ta cũng sẽ chọn là bộ phận sử dụng ví dụ như ở đây là bộ phận văn phòng ty tài khoản công cụ các bạn đánh vào là tài khoản 1521 tài khoản phân bộ là 242 và tài khoản chi phí ở đây đương nhiên các bạn đánh vào 6422 sau đấy chúng ta enter đến phần nguồn nguồn vốn chúng ta chọn vốn tự có các bạn ghi nguyên giá 12 triệu 500 nghìn các bạn sẽ thấy là mỗi tháng sẽ cái giá trị giá trị phân bổ kỳ là 520 nghìn đấy chúng ta chọn nhận thì hàng tháng chúng ta cũng như tài sản cố định chúng ta tính cái mức phân bổ cụ dụng cụ ví dụ chúng ta tính tháng 1 tiếp theo tính tháng 2 thì các bạn thấy là nếu như sử dụng cái chức năng điều chỉnh phân bổ tháng thì chúng ta sẽ vào đây và chọn tài sản cố định để chúng ta điều chỉnh phân bổ tháng và ở đây có một cái là à, cái công cụ, công cụ không sử dụng thì các bạn có thể khai báo hỏng hoặc là à, khi bán đi thì các bạn khai báo giảm khi thôi khấu hao thì ở đây cũng như thế là các bạn thấy là cái bút toán phân bổ công cụ nhu cụ này gần như các bạn không sử dụng đến ở đấy là toàn bộ cái phần về tài sản cố định và công cụ dụng cụ và các bạn lưu ý là cái bảng phân bổ công cụ dụng cụ và cái bảng uh, phân bổ khấu hao tài sản cố định là chúng ta xem để chúng ta có thể hạch toán vào tài khoản nào. Ví dụ các bạn vào đây các bạn nhìn thấy là ở tài khoản 21412 đối ứng với 154 là trường này tiền. Như vậy chúng ta có thể sử dụng phiếu kế toán. Sau này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn uh, cập nhật vào cái phiếu kế toán cái quá trình cập nhật số liệu thì chúng tôi đã hướng dẫn cơ bản cho các bạn về các cái, cái phần cập nhật số liệu cơ bản. Còn một số các cái bút toán trung gian như là phiếu kế toán hoặc là vào số dư đầu kỳ chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn sau.